dọn lên mây có cái cây xúc xắc, hỏi thăm thầy thuốc có ở nhà hay không. Thầy thuốc không có ở nhà, thầy thuốc đi lên rừng hái thuốc rồi. Rồng dọn lên mây có cái cây xúc xắc, hỏi thăm thầy thuốc có ở nhà hay không. Thầy thuốc có ở nhà, con đến đây làm gì? Con đây xin ít lửa. Con xin lửa để làm gì? Con xin lửa để nấu cá. Cá gồm mấy khúc? Cá gồm 3 khúc, khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi. Con chọn khúc nào? Con chọn khúc giữa. Bây giờ con hãy hát cho ta một bài, rồi ta sẽ cho con lửa. Bạn Lan hẹn mình từ nãy đến giờ đi đâu rồi ấy nhỉ? À, Lan đây rồi. Lan ơi! Cậu đi đâu nãy giờ mà tớ tìm không thấy? Nãy giờ tớ đang xem các bạn chơi trò chơi. Trò gì mà vui thế? Trò rồng rắn lên mây. Tớ cũng thích chơi trò đấy. Hai chúng mình xem các cậu ấy chơi đi. Cậu ơi, chúng tớ chơi với. Ừ, các cậu ấy chơi đi. Ve vẻ ve ve, nghe ve kể chuyện, chuyện đông chuyện tây, chuyện về thối bảy, 95 thành viên, 46 chàng trai, 49 cô gái, đoàn kết tương trợ, học hành giỏi giang, tự tin sáng tạo, chủ động tự quản, phấn đấu vươn lên, tập thể vững mạnh. Dạo này tình hình học của lớp các cậu thế nào rồi? Để tớ nói cho mà nghe. Đi đầu khối 7 là lớp 7A, còn những nhân tài môn nào cũng giỏi, học hành chăm chỉ, có trí sáng tạo, đầu óc nhớ dai, ai ai cũng nể. Không thua 7A, 7B chúng tớ chăm học chăm làm, thông minh trí tuệ, đi đầu của khối, thành tích tiếp nối, vẻ vang của trường, không nhường đâu nhé. 7C tới đây, không thua các cậu, lao động hăng say, chuyện bài học tập, luôn luôn nỗ lực, vượt khó vươn lên, có trí thì nên, 7C chúng ta. 7A, 7B hay là 7C, cùng chung một khối. Để với hội thi, nét đẹp gợi viên, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng.